nông sản Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng ngon và đảm bảo chất lượng, luôn là lựa chọn của người tiêu dùng gần xa. Tuy nhiên, khi khách du lịch đến với Đà Lạt Lâm Đồng, vẫn chưa biết đến nhiều các món ăn độc đáo được chế biến từ rau củ, ngoài các món quen thuộc. Trong khi ẩm thực đóng một vai trò rất quan trọng trong thu hút khách du lịch ngoài nhu cầu nghỉ dưỡng. Vì vậy, thời gian qua, ngành du lịch Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều hoạt động ẩm thực để thông qua đó giới thiệu về nông sản, rau, củ quả của Lâm Đồng. Thiên nhiên ưu đãi nông sản cho Đà Lạt, Lâm Đồng chúng ta, điều đó rất là tốt về thiên nhiên. Và đứng về mặt đội ngũ làm ẩm thực thì chúng tôi cũng hết sức tâm đắc là anh em cũng đam mê gắn bó với nghề mình và đưa tất cả những nông sản tới bàn ăn cho thực khách. Điều đó là một cái mong muốn của tất cả các đội ngũ đầu bếp ở đây. Vừa qua, Lâm Đồng đã tổ chức hội thi 100 món ăn từ rau và hoa Đà Lạt. Rau, củ quả và hoa Đà Lạt là những nguyên liệu chính được sử dụng trong cuộc thi, kết hợp với các thực phẩm khác như hải sản, thịt gia súc, gia cầm. Các đầu bếp sẽ lựa chọn các loại rau, củ quả như xà lách các loại, rau xanh, cà rốt, khoai tây, cà chua, nấm tươi, atiso, ớt chuông, dâu tây, bơ trái, bồ công anh hay đông trùng hạ thảo. Những nông sản này cũng được các nhà sản xuất uy tín trên địa bàn thành phố Đà Lạt ủng hộ để góp phần quảng bá thương hiệu Đà Lạt, cái tên kỳ diệu từ đất lành. Đây là một trong những cơ hội để quảng bá những cái sản phẩm rau củ quả mang thương hiệu Đà Lạt, cái tên kỳ diệu từ đất lành đến tất cả mọi người dân trên cả nước chúng ta. Thì đây là một trong những cái sự kiện lớn mà Sinfood tập trung vào để tài trợ. Thì trước hết là Sinfood sẽ tài trợ 35 sản phẩm. Với 35 sản phẩm này thì các sản phẩm đều có bảo hiểm cho người tiêu dùng trực tiếp. Thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi phải lựa chọn để cho có một cái cuộc thi nó mang một cái bản sắc về cái sản phẩm rau củ quả thương hiệu Đà Lạt. Không riêng các chương trình ẩm thực lớn mà Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch cũng đưa các chương trình thưởng thức ẩm thực vào tour khám phá du lịch canh nông, mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm về đặc sản rau củ quả chất lượng của Lâm Đồng. Việc đưa các món ăn ngon, đẹp, bổ dưỡng từ nông sản và các loại rau, dược liệu, đặc trưng của Đà Lạt bổ sung vào thực đơn ẩm thực đương đại Đà Lạt sẽ giúp nâng tầm và định vị thương hiệu Đà Lạt, cái tên kỳ diệu từ đất lành, khiến bức tranh du lịch Đà Lạt thêm ấn tượng với du khách trong và ngoài nước.